Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng với chủ đề về giá trị pi minet và nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần 1.000 pi bạn sẽ tự do tài chính sau 3 đến 5 năm. Tin tức cộng đồng thật bất ngờ. Bitcoin đã tuyết rằng Bitcoin những người dũng cảm vạch ra con đường dẫn đến một tương lai phi tập trung. Bitcoin Pioneer Chúng ta hãy xem từ Pioneer mà cảm thấy rất hứng khởi bởi nó quen thuộc đối với dự án Pinningwood. Tin cộng đồng, một cuộc trò chuyện của Pico Team với người tiên phong về vấn đề Kaizen. Nickname Trần Sĩ Phú 2212 đã đặt câu hỏi. Tôi đã chạy các nút trong 3 năm qua và vẫn chưa nhận được lời mời Kaizen mặc dù đã gửi kiến nghị nhiều lần. Thưa ông Nicolas Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về vấn đề KEC mà những người tiên phong đang mắc kẹt hay không? Tiến sĩ Nicolas đã trả lời. Nếu bạn không nhận được lời mời KEC, hệ thống có thể đã đánh dấu bạn là người dùng được liên kết trước đây với quá nhiều tài khoản giả mạo hoặc các vi phạm chính sách khác. Thật không may, những trường hợp đó bị hoãn lại để xem xét sau vì chúng tôi muốn làm điều đó thật cẩn thận. Tiếp theo là nội dung chính, mời quý vị theo dõi. Nếu cầm trên tay 1.000 pi và giữ nó trong 3 năm, cuộc đời bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Hãy lắng nghe logic cơ bản, giá trị của pi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dự án kéo dài nên có nhiều pioneer kêu la rằng 4 năm rồi chưa mê nét và không thấy tiền bạc. Rất nhiều người phàn nàn vì việc này. Chúng ta biết rằng dù là Bitcoin hay Ethereum là những đồng tiền nổi tiếng nhất trên thế giới thì ngay từ đầu đã không thể tạo ra giá trị. Sau 10 năm phát triển thì Bitcoin đã đạt mức tối đa là 68.000 đô la Mỹ. Sau hơn 6 năm phát triển, đồng Ethereum đã đạt mức tối đa là 4.800 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Bitcoin bắt đầu chưa đến 1 đô la và không ngờ đã lên tới 19.000 đô la vào tháng 12 năm 2017. Năm 2021, nó đã vượt mốc 60.000 đô la. Chúng ta cùng nhìn lại đồng Ethereum, đồng tiền số đứng thứ hai sau Bitcoin. Nó cũng đã phân phát miễn phí. Các bạn Pioneer của chúng ta phải có cái nhìn dài hạn và đừng lo lắng về mainnet trong một thời gian. KEC cần một khoảng thời gian và giao dịch mạng kín cũng cần trong một khoảng thời gian. Nếu như ba điều này được hiểu đối với bạn, bạn sẽ có tự do giàu có. Tại sao bên dự án 4 năm trì hoãn trên Binance mở? Nó không ở đây để chỉ đưa lên sàn giao dịch. Chỉ cần đặt lên móng vững chắc, con đường sẽ tiến xa trong tương lai. Nếu bạn quan tâm một cách mù quáng đến những khoản lợi nhuận nhỏ trước mắt, cho dù nó đã được liệt kê trên các sàn giao dịch, bạn cũng sẽ chỉ được những đồng xu với giá rất rẻ sẽ bị cá mập thâu tóm, thao túng lên xuống như những đồng coi khác. Tại sao bên dự án cần phải có sự liên kết như vậy? Lâu nhất vẫn chỉ là 5 năm là cùng. Chỉ mong các bạn có thể cầm cự kiên trì, đừng nhẹ tay bán pi giữa chừng. Vì vậy mong rằng các bạn chúng ta sẽ nhận ra rằng bạn đang nắm giữ nó một số giá trị pi trong tương lai. Nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng rằng bạn là những người đi tiên phong không quá lạm dụng. Nhiều chuyên gia nói rằng giá cơ bản của Pi sẽ bắt đầu từ 300 đô la khi mainnet mở cho mỗi đồng su Pi. Trong vòng 3 tháng, mã thông báo Pi sẽ đạt 1.000 đô la và trong vòng 3 năm sẽ đạt 5.000 đô la Mỹ. Và trong vòng 5 năm, nhiều người nói đạt 10.000 đô la Mỹ hoặc hơn 30.000 đô la Mỹ trong vòng 8 năm. Chúng ta chưa nói đến sự đồng thuận GCV 314.159 đô la trên một Pi của một số cộng đồng kêu gọi. Không biết họ có phải là người quá ảo tưởng hay không. Tuy nhiên, giá trị thực của Pi được đánh giá nhiều yếu tố khách quan và chất lượng dự án cũng như sự đánh giá của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia thị trường crypto. Có một số yếu tố sau được xác định bởi các thành viên tham gia. Tuy nhiên, giá trị của số Pi chắc chắn là không hề thấp. Giá của đồng tiền Pi sau khi MEXM mở là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng xem. Thứ nhất, giá tiền tệ quá thấp không có lợi cho hệ sinh thái. Có thể tốn hàng trăm xu Pi để mua một chiếc điện thoại di động và hàng trăm đến hàng nghìn đồng để mua một mặt hàng lớn. Nhiều doanh nghiệp còn có động lực hay không? Nếu hệ sinh thái không thành công, những ưu điểm của hệ thống Pi sẽ giảm đi rất nhiều và nó sẽ mất giá trị. Thứ hai, giá ban đầu của đồng xu chắc chắn sẽ không thấp. Nếu thấp quá, chắc chắn sẽ có vốn lớn để thu gom với giá rẻ. Nếu quá cao, sẽ gây ra số lượng bán nhiều và gây ra xu hướng không hợp lý. Những thăng trầm lớn, đây không phải là xu hướng mà tiền điện tử chất lượng cao phải có đối với Picoin. Thứ ba, hơn nữa, mức giá quá thấp dẫn đến tâm lý họ bị chênh lệch. Vừa không có lợi cho việc củng cố nền tảng đồng thuận vừa không có lợi cho việc mở rộng đội hình người dùng. Cơ sở đồng thuận cho việc tiết kiệm khóa Pi của Pinnickwork của Pioneer trong 3 năm chính là sự hỗ trợ của giá cả. Khi cơ sở đồng thuận được nâng cấp lên một giai đoạn đồng thuận mới, tiền tệ Pi cần một vị trí định giá. Pi là một dự án blockchain tạo ra kỷ nguyên, một dự án chưa từng có trong một thế kỷ qua. Pi chắc chắn sẽ thành công và Pi chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận dồi dào trong tương lai gần. Bitcoin được niêm yết vào năm 2009 đã từng lên đến 68.000 đô la Mỹ. Ai khai thác sớm nó miễn phí và một ngày trong tháng 5 năm 2010, một lập trình viên đã đổi 10.000 Bitcoin lấy hai chiếc pizza. Và giai đoạn này hiện tại trong cộng đồng Pi cũng đang như vậy. Litecoin niêm yết năm 2011 đã từng lên đến 1.100 đô la. Nó được khai thác miễn phí trong những ngày đầu tiên. Một anh chàng người Trung Quốc đào được hơn 20.000 đồng và làm theo lời gợi ý của người thân bạn bè đã bán lẻ lãng phí 3 tệ một đồng. Khi nhận ra giá trị của nó thì giờ đã đau xót tiếc nuối. Đồng Ethereum ra đời năm 2015, người sáng lập được gọi là Vitalik Buterin. Chỉ trong vài năm, khối tài sản của anh ấy đã vượt quá tích lũy hàng chục năm của Ricasin. Bình quân đầu người chỉ khoảng 500 pi, nếu tính tiền cơ sở thì có lẽ chưa đến 500 pi. Ngoài ra cơ chế khóa của bên dự án làm cho việc phân phối tiền xu trên thị trường nó thậm chí còn khan hiếm hơn rất nhiều. Tiến sĩ Nicolas đã nói rằng tiền xu rất khan hiếm. Ông ấy nói khan hiếm, nhất định là khan hiếm. Mọi người không cần phải dự đoán hãy chờ đợi thị trường Minet chính thức. Hãy nắm giữ Bitcoin của bạn trong 3 năm, tương lai của bạn hoàn toàn có thể đoán trước được. Hiện tại, giá trị đồng thuận số đông trên thế giới nói chung là trên 100 đô la. Theo thị trường, khi Minet mở thì dễ dàng tăng gấp 10 lần, 100 lần. Nếu bạn có 1.000 pi trong tài khoản thanh toán, trong 5 năm, hãy tưởng tượng liệu bạn có thể tự do giàu có hay không. Bạn đã không kiếm tiền từ chứng khoán, bạn không kiếm tiền từ bất động sản và bạn không kiếm tiền trên internet. Tất cả chúng ta đều hợp lý bởi vì mặc dù ở đây là những cơ hội lớn nhưng đòi hỏi đầu tư. Nhưng blockchain dành cho mọi người và nó không cho phép bạn đầu tư thì bạn cũng không cần bỏ xu nào cho Picoin. Tôi muốn áp dụng những gì Nicolas và quản trị viên thường nói. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Vì nhiều người đang gấp rút muốn kiếm tiền nên chắc hẳn các bạn cũng đã thấy giá trị của Pi. Cuộc chạy đua kiếm 3.000 xu đầu tiên trên mạng chính từ mạng chính đóng đến mạng chính thức đang đến rất gần. Nếu có thể, bạn hãy khóa nó trong 3 năm. Bạn có thể khai thác ở tốc độ cao hơn. Bây giờ nếu bạn thấy 100 đô cho mỗi Pi coin hoặc cao hơn, bạn sẽ không chỉ di chuyển ngón tay để bật tia sét. Bạn chắc chắn sẽ tìm cách mời nhiều người tham gia bạn có thể đào tới hàng nghìn pi khi thị trường mạng chính được mở. Mục đích gia nhập pi chỉ có một mình, muốn giàu có và tự do. Không ai nói đến việc làm từ thiện mà không bỏ ít tiền vào. Tất cả chúng ta đều là những người bình thường và làm giàu là mục đích duy nhất của chúng ta. Mọi người đều có chung ý tưởng như bạn. Chẳng dễ dàng gì để pi đó đạt được 100 triệu thành viên tích cực. Bạn phải biết rằng giao thương là vua và những nơi có nhiều người mới có giá trị. Một khi xu hướng này bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới, một khi sức mạnh của chúng ta lớn đến mức một thế lực bên ngoài không thể can thiệp, thì sự đồng thuận của chúng ta sẽ trở thành đồng thuận toàn cầu. Đó là những lời tâm huyết, nếu bạn không tin Pi, bạn sẽ phải hối hận suốt đời. Pi của nhân loại, Pi sẽ thành công và nó sẽ làm chấn động toàn cầu trong những năm tới. Chính vì vậy, các bạn muốn kiếm thật nhiều Pi, các bạn cũng phải lan tỏa thật nhiều, hãy chia sẻ thật nhiều. Khi chúng ta cho đi, chúng ta mới kiếm lại được, chúng ta mới đạt được những điều mình muốn. Hãy tạo lên một cộng đồng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ hơn cho Pi Network. Khi hàng tỷ người dùng trên thế giới, có nghĩa là Pi sẽ thành công, rực rỡ và bạn cũng sẽ là người giàu có. Hãy trân trọng, chúc may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.